Hello anh em nha. Trước màn hình của anh em là một bộ máy đọc đĩa than tự hành dạng vali. Nói vui là vali hạt nhân, một cái màu đỏ rất là đẹp. Con này vừa chơi vừa bày và sưu tầm rất là đáng để anh em sưu tầm. Giá thì em bao trọn gói free ship chỉ hơn 2 triệu thôi mà tuyệt vời luôn. Khẳng định với anh em là đáng để sưu tầm một con vali hạt nhân. Cái sách đi du lịch hay là chơi bày đều đẹp. Đặc biệt nó có hai loa tự hành để mình nghe được luôn, đặt đĩa vào là nghe. Và có AV in, AV out để ra âm đi ngoài đầy đủ. Rất tuyệt vời luôn. Có đường để out ra âm đi ngoài là một cái điều mà gọi là đánh giá cao. Còn bình thường thì sách đi tự hành, sách đi sách lại rất là cơ động. Ok.